Đấy rồi, cột cờ của nước Việt Nam ta đây rồi. Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở trên anh đầu nguồn con nước lăng phù sa in bóng đôi bờ. Anh ở biên. Chào buổi sáng mọi người nhá. Đêm qua thì mình ngủ lại cách thị trấn Sapa khoảng 3-4 cây. Sáng nay dậy thì mở cửa ra thấy sương mù nó bao phủ xung quanh này luôn. Nhưng may được một cái là trời nó không có mưa. Thì nó tuy hơi xe xa lạnh, nó không mưa thì nó đỡ vất vả hơn. Thì tí nữa mình sẽ chạy qua trung tâm thị trấn Sapa. Mình cũng không ghé vào đấy chơi đâu, mình cũng chạy ngang qua. Mục tiêu chính của mình là mình sẽ đi cột cờ Lũng Pô. Cái này là nhà từ đá có từ tuổi đời rất là lâu rồi. Mọi người thấy là mọi người đi du lịch rất là đông luôn ở đây luôn. Đủ từ các thành phần già trẻ gái trai đến từ nhiều tỉnh thành thành phố và tất cả trong nước và ngoài nước rất là đông. Đây là một đủ tập càng chính xác bây giờ là nhiều 13 độ. Tại lắm có 13 độ, không thấy lạnh, chẳng có bớt gì cả. Sapa nó là một cái thành phố, người ta hay gọi là thành phố mùa sương. Nó cũng cái địa hình và cái cách làm du lịch nó cũng giống như ở bên Đà Lạt, nó cũng giống nhau. Nó không khác nhau là mấy. Đấy đây là ta sẽ có một cái quảng trường ở dưới này, vui chơi ở dưới đây. Nên có các lễ hội sẽ được tổ chức ở dưới đây, bên phía trên kia. Bên kia thì mọi người đi du lịch có thể là đứng ở kia chụp ảnh check-in để thấy cái Santa Clara Sapa Station ở chụp ở đấy. Nó rất là đẹp. Ghé qua trung tâm thị xã Sapa mình vào nhà thờ đá và quảng trường một chút thì mình bây giờ mình sẽ hành trình đi cột cờ Lũng Pô. Hello mọi người, sau khi mà chạy ngang qua thị xã Sapa thì mình cũng đã có mặt tại trung tâm thành phố Lào Cai rồi. Sơ bộ qua thành phố Lào Cai thì nó là một cái tỉnh vùng cao biên giới tiếp giáp với phía nước bạn Trung Quốc và có 3 cái cửa khẩu lớn là nơi cầu nối quan trọng trong việc giao lưu kinh tế thương mại giữa hai nước. Và Lào Cai của nó cũng có một cái điểm hẹn rất là đặc biệt và thú vị, nó khiến cho mình có mặt tại đây ngày hôm nay. Và mời mọi người tiếp tục theo dõi hành trình của mình đến đấy nhé. Mà mình băng qua thành phố Lào Cai thì mình cũng đã có mặt tại huyện Bát Sát và mình đang đi ở trong thị trấn. Huyện Bát Sát nó là một huyện giáp với biên giới của nước Trung Quốc và cũng là một nơi rất là đỗi tự hào vì là nơi có cột cờ Lũng Pô và là nơi là có con sông bắt đầu chảy vào đất Việt. Từ đây mà đến cột cờ Lũng Pô thì cũng khoảng mấy chục cây rồi thôi. Và bây giờ mình đang rất là hức để đi nó thật nhanh mọi người ạ. Rồi đi dọc đường thì gặp ngay cái mốc 95 xây từ năm 2001 của Việt Nam ta đây. Đấy. Này vẫn có tên Việt Nam này. Đây là sông Hồng. Bên kia bên này là Việt Nam, còn bên kia là biên giới của Trung Quốc. Cái bờ tường bằng bê tông được xây cao và có thép gai nó chăng rồi kìa. Trên đỉnh cái tường bê tông ấy thì nó là đổ sang bên đó của Trung Quốc này. Mình đứng bên đây Việt Nam, sang bên kia Trung Quốc, nó là Trung Quốc rồi. Đây là Việt Nam, còn đây là sông Hồng nhé. Đây là chưa phải là
là đầu nguồn ở trên này cơ. Sông Hồng đó. Sông Hồng ở trên này thì nó bé thôi, nó nhỏ thôi, nhưng mà khi mà nó xuống chạy xuống đến dưới Hà Nội á thì dưới đấy nó sẽ rất là to. Chuẩn bị mình sắp được lên đầu nguồn nên con sông Hồng chạy vào đất Việt. Hôm đấy thì vòng đi cái đường mà đến được cột cờ Lũng Pô thì phải ngược xuống một đoạn xa nữa thì mới đến chỗ em dạy học được. Là em sẽ không đi cái đường đấy mà em phải đi cái đường mà không đi qua cái cột cờ ấy, thì nó sẽ gần hơn. Thì em không bao giờ em đi cái đường cột cờ đó, cột cờ nó xa hơn. Mốc 95, mốc số 2 xây năm 21 Việt Nam thì nằm ngay bên cái trục đường chính mình đi cột cờ Lũng Pô. Thì được xây xung quanh là bằng đá, trên là đá hoa cương và được bảo vệ bằng những cái rào sắt như thế này. Đi thẳng lên trên này là cột cờ Lũng Pô. Bây giờ mình sẽ chia tay với mốc 95 số 2, mình lại đi tiếp tục đi lên bên trên. Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở trên anh đầu nguồn con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ. Anh ở biên cương biết rằng em nằm ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước, nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt anh lại xuống sông Hồng cho thỏa nuôi em. Đại bão gió mùa đông băng, em thương anh nơi chiến hào gặp xét mà em thương anh. Chiều nay đang đứng gác lo canh rừng đắp trời, áo ấm có lạnh không? Hỏi anh yêu người chiến sĩ biên thủy. Bên này là sông Hồng, bên kia là Trung Quốc, nó xây dựng rất là nhiều tòa nhà. Có cả cờ rồi chữ Trung Quốc, cờ đảng rồi cờ nước Trung Quốc, xây dựng rất là lớn. Từ đây thì mình nhìn sang phía xa bên kia là cột cờ Lũng Pô của nước mình. Bên kia Việt Nam mình cũng xây một số tòa nhà hạng mục cho việc sử dụng. Giờ mình sẽ chạy lên cột cờ trên này. Cột cờ mọi người có thể nhìn trong này nó hơi bé tí, nhưng mà trên này cột cờ đấy, mình cách cột cờ có khoảng một đoạn thôi, khoảng chắc tầm khoảng từ đây đến đấy khoảng một cây rưỡi là thôi. Cột cờ đấy có biển là điểm du lịch của cô nuôi con sông Hồng chạy vào đất Việt, chạy vào trong này. Một lá cờ rất là lớn luôn, lá quốc kỳ của Việt Nam chúng ta sừng sừng ở đây. Wow, đẹp quá trời ơi. Rồi mình để xe đây, theo đây vào đi vào cột cờ. Em để đây được không chị? Đấy rồi, cột cờ của nước Việt Nam ta đây rồi, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Cuối cùng cũng đã đến đây rồi. Trời ơi, thích quá. Cột cờ là chiều cao là hơn 31 mét và lá quốc kỳ là rất là to luôn, dài 25 mét, là tượng trưng cho 25 dân tộc ở Lào Cai, sừng sững ở nơi biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, rất là tự hào luôn. Bây giờ mình sẽ đi thẳng vào trong này. Đây có một cái biển có ghi thông tin. Bên này là có nhà lưu niệm cột cờ Lũng Pô và một cái quảng trường để chúng ta đi vào đây. Đây, mọi người có thể nhìn thấy đây, nước Cộng hòa ta. Đầu tiên là mình sẽ có quốc huy và quốc hiệu là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cột cờ Lũng Pô, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, kinh độ, có kinh độ, có vĩ độ và có cao độ luôn, và có cả tiếng Việt Nam và tiếng Anh
xây dựng năm 2016. Mọi người để nhìn lên trên là lá cờ to mà bay phất phới, tự hào quá Việt Nam ơi. Các cái khuôn viên bên ngoài. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong cột cờ và mình leo lên bên trên nhé, để cho mọi người nhìn ngắm toàn bộ xung quanh lên luôn. Ở này thì có một cái biển là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh Lào Cai và công trình thanh niên. Ôi dồi, cột cờ Lũng Pô nơi con sông chảy vào đất Việt khởi công vào ngày 26 tháng 3 năm 2016, khánh thành vào ngày 16 tháng 12 năm 2017. Tổng giá trị công trình là 17.046 tỷ đồng, 208 triệu. Nguồn vốn xã hội hóa. Cô chủ đầu tư là ban chấp hành đoàn tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2017. Cột cờ Lũng Pô là công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc do ban chấp hành đoàn tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2017 đề xuất ý tưởng để triển khai xây dựng trong khuôn viên 2.100m². Phần lớn cột cờ hình bát giác có diện tích là 84,43m², tổng chiều cao là 42,51m, trong phần thân có 31,43m, tượng trưng cho đỉnh Phan Xi Păng là 3.143m, lá cờ có diện tích 25m², tượng trưng cho 25 dân tộc tỉnh Lào Cai. Mình sẽ đi vào bên trong này, chút cái thông tin nhỏ bên lề. Bên trong này nó có tất cả các cái ô cửa mà mình sẽ nhìn ra được bên ngoài, và bên ngoài cũng sẽ nhìn được vào bên trong. Ở bên này có một cái hòm thư thiện nguyện để bỏ vào đây. Thì đây là một cái cầu thang xoắn ốc để đi lên trên cột cờ. Mình nhìn từ dưới lên bên trên này. Ui, các bạn đã nhìn thấy không? Nó khá là cao. Nhìn từ dưới lên trên nó bé tí hon, một cái ánh sáng nhỏ ở bên trên nóc rồi. Đi cái cầu thang xoắn ốc này nó khá là chóng mặt. Nếu mà mọi người mà bị sợ độ cao hoặc là bị tân đình thì đi cái này cũng nên là xem xét lại. Thì càng đi lên thì nó xoắn xoắn, nó cứ xoắn xoắn mình đi lên rất là chóng mặt mà. Nếu mà mệt có thể nghỉ lại được, mình cố gắng mà đi đi lên quá thì nó còn rất là cao. Ồ, ở đây thì mình thấy có treo những cái bức tranh, nó rất là đẹp luôn. Đây này, treo bức tranh ở tường, mọi người thì nhớ đến một ngôi nhà với là rêu mộng trên mái nhà rất là nhiều, đẹp quá nhỉ. Bên này có những cái bức tranh nữa. Đây là người đồng bào dân tộc Việt Nam mình chụp khi mà tuyết nó rơi rất nhiều, biết năm bao nhiêu đây. Đây là đỉnh Kỳ Quan San, một trong những đỉnh núi ở tỉnh Lào Cai. Một số bức tranh của người đồng bào dân tộc được treo ở đây rất là đẹp luôn. Nhìn trên nữa. Ủa, còn rất là cao đấy nhá. Nhưng mà trên này nó rất là mát. Ở đây thì mọi người thiết kế thì tất cả đây có đều các cái ô thông gió như thế này, nhỏ nhỏ như thế này, gió nó sẽ thổi vào bên trong, nó điều hòa cái không khí và oxy. Khi mà đi lên cao mình cảm thấy rất là mát luôn, nó không bị oi bức mà nóng. Mình gần lên đến tới nơi rồi, chỉ tầm khoảng 5-7 mét là thôi. Lên trên đây thì những cái ô này gió nó thổi vào còn mát hơn rất là nhiều luôn. Theo nhận định của mình khi mà mình đã leo cái cột cờ Lũng Cú á, thì mình thấy cột cờ Lũng Cú nó mệt hơn rất là nhiều. Và cột cờ ở bên Y Tý tuy có cao hơn nhưng mà đi nó nhàn hơn và không bị mất sức nhiều quá. Bây giờ mình lên được đến nơi rồi. Rồi. Ôi, mát dã man luôn. Đây có một cái lối ra là một trụ sắt trên cao như thế này, được cắm lá kỳ của Việt Nam ta. Bước ra bên ngoài nào, ngắm nhìn toàn bộ. Bên dưới này là sân nhá, sân rộng để chúng ta có thể vào tham quan, và một cái bia đá. Bên này là sông Hồng, sông Hồng của Việt Nam, Việt Nam ta. Bên kia là Trung Quốc, đây là ngã ba. Như lúc mình nói lúc nãy rồi, đây là ngã ba, ngã ba nơi con sông Hồng chảy vào, đầu nguồn con sông Hồng chảy vào đất Việt. Bên này là một con suối Lũng Pô, bên kia là một con sông của Trung Quốc chảy vào, sau đó hòa chung giữa dòng ở cái ngã ba này. Đấy, đây là cái chỗ con suối chảy ra, con sông chảy vào, hòa chung vào thành một dòng sông Hồng, của tên sông Hồng chảy về đây xuống dưới đồng bằng sông Hồng ở bên dưới, đã đổ ra biển. Ui, rất là tự hào và cảm thấy là hạnh phúc vì là mình đã nghe qua
cái bài hát của gửi em người con gái sông Hồng. Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở trên anh đầu nguồn con nước lăng phù sa in bóng đôi bờ. Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước, nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốn anh lại xuống sông Hồng cho thỏa nuôi em mong. Mọi người có thể nhìn thấy cái là khúc điều chúng ta bay không, trên cột cờ Lũng Pô, nơi mà bộ đội biên phòng A Mù Sung đã chiến đấu và bảo vệ từng tất đất, đã đổ máu và hy sinh trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược năm 79 ở đây, để ngày hôm nay mình có thể mình và tất cả mọi người có thể đến đây để chiêm ngưỡng tất cả các cái vẻ đẹp của đất nước ta, và hơn nữa lá gốc kỳ của chúng ta bay trên cái lãnh thổ của chúng ta rất là uy nghi và hùng dũng, cùng với cái lá quốc kỳ có hình chữ nhật và ngôi sao vàng đỏ năm cánh ở giữa, tượng trưng cho năng năm tầng lớp của nhân dân tộc Việt Nam, sĩ nông công thương binh. Màu đỏ là màu đỏ của máu, màu vàng là màu của màu da, máu đỏ da vàng, mà màu vàng cũng tượng trưng luôn cho những cái bông lúa, là vì Đảng Cộng sản Việt Nam là từ Đảng Lao động mà ra, từ nhân dân mà ra, nên nhà nước ta luôn đặt nhân dân lên hàng đầu. Đến đây thì mới cảm thấy hạnh phúc và viên mãn. Cảm ơn những người chiến sĩ, những người liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ nền độc lập tự do cho dân tộc, và cảm ơn những chiến sĩ vẫn ngày đêm vẫn giữ vững biên cương nơi tổ quốc, và cảm ơn những người dân ở đây cũng giống như là mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ từng tất đất, từng con sông, từng con suối, từng ngọn cây, từng lá cờ, từng khối bê tông, tất cả mọi thứ nguyên vẹn, không để cho kẻ nào có thể xâm lược được nước Việt Nam ta. Cảm ơn rất nhiều. Và mình nghĩ rằng mọi người hãy đến đây một lần, từ thị xã Sapa và chạy lên thành phố rồi qua đến cột cờ Lũng Pô thì con đường nó rất là đẹp, không có xấu gì cả. Mọi người có thể chạy lên đây để cảm nhận được cái hồn thiêng của đất nước, tự hào về dân tộc Việt Nam luôn trường tồn mãi mãi. Đây, Lũng Pô, nơi con sông chảy vào đất Việt. Đây, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, mốc số 1 của Việt Nam, xây năm 2001. Bằng đá hoa cường chạm tay vào cái ui thích thế, trời ơi. Đây, đi một vòng luôn nha. Này, cột mốc số 1, mốc số 92 được xây xung quanh là bằng những cái cọc bê tông bảo vệ. Chưa lên à? À, thì có bến bãi đông thì quanh đã rất nhiều rồi, nên à, đi rồi nhưng mà chưa lên đây. Chưa vào cột cờ leo lên trên này. Ồ. Nhưng mà nay lên trên này thấy thích không? Mát nhỉ. À. Lên trên này thích kéo hôm sau lại muốn leo lên lần nữa. Mình đã xếp đi Lũng Pô kia, cái vòng này nó còn bé xíu này. Yeah. Mẹ con này quay tất cả mạch cái. Đúng rồi. Chơi mà. Ở đâu nhỉ? Em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa à? Em chạy từ Hà Nội lên. À, đi xe máy đi một mình thế này à? Ờ, đi xe máy một mình. Ờ, nhờ, đúng đấy nhờ. Các anh ở đâu? Ở Hà Nội à? Không, mình ở bên Trung Quốc. Ở đâu bên Lào Cai. Lào Cai, thành phố à anh? Sáng nay em vừa chạy với thị xã Sapa qua thành phố lên trên này. Ờ, đi đường Sapa sang bên này hay đi đường? Đi Sapa sang bên này, Sapa đến thành phố, sau thành phố lên trên này. Thank you.
Em đi nhá. Có gì sao em quay lại nhá. Chào chị nhá. Dạ. Anh ở biên cương, sương lạnh giá biết mùa đông tới. Nơi quê hương em bước vào vụ mới. Rằng anh thương em, đồng quê chưa cây hết tay em ngập dưới bùn, lúa cây thắng hàng không. Người em yêu ở dưới bùn. Sông sông sóng ngầu lên sắc đỏ, biết là em nhớ về anh đó. Là chiến công, là niềm tin, là tình yêu.